Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chuyên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu tua đinh cũng khá là cao cấp của dòng Gian quốc tế FCR 3005 màu đỏ bác nhé. Rất là tông nổi bật. Và cái mẫu tua đinh này thì không còn gì xa lạ đối với những bác đi dòng thể thao nhẹ nhàng. Đây là một mẫu xe cao cấp của dòng Gian được xuất Mỹ quốc tế. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh giá tổng thể chi tiết trước xe. Vâng, xe có tông màu đỏ, điểm chỉ trắng. Đây cũng là một mẫu Gian khá nổi tiếng, dòng tua đinh được rất nhiều các bác ưa chuộng. Màu đỏ cờ ốp nhé. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy kit, aluminum alloy kit, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ độc quyền của chính hãng Gian ốp nhé. Mẫu model FCR 3005 và điều đặc biệt ở đây là mẫu so model FCR 3005 này là khác biệt so với phiên bản thông thường. Đó là một hãng dòng Gian quốc tế xuất Mỹ. Vâng. Và em tí nữa em sẽ giới thiệu qua vì bởi vì sao nó xuất hiệu Mỹ và dòng Gian quốc tế. Và bây giờ thì tổng thể ở đây khung hình chi tiết của khung xe bác xem đây. Màu đỏ tươi các bác, vỏ cờ. Vâng, đây là trang website của chính hãng Gian đó nhé. Các bạn lên trên mạng truy cập để tham khảo thêm. Xe hình thức còn mới trên 90% đó nhé. Vâng, xe có size M. Mấy video trước em có giới thiệu qua thì về chiếc size S thì hôm nay em về chiếc size M này. Thì nó bắt cao được 1m65, 1m75. Cổ hút ghi đông của chính hãng Gian. Vâng. Và xe này được sử dụng thêm cặp tay lắm sừng trâu nhé, bằng cao su. Đây. Các bác mỏi tay có thể cầm ở trên tư thế bên kia, bác cầm lên tư thế này. Đi rất là tiện lợi. Vâng. Bằng cao su đúc. Xe này được cấu hình củ đề vẫn khá là tốt hơn những cái dòng tua đinh thông thường khác. Đó là cặp của Shimano DOD. Vâng, dòng tua đinh với địa hình gần như là trùng cuối rồi của dòng Gian. Đây, cái đông của cốt của chính hãng Gian nó thấy rõ đấy. Bên phải em là cũng là bên Shimano DOD. DOD là trên Antut, Alivio, Acera và Tule. Vâng, những cái dòng Gian mà những tua đinh với cả địa hình dòng DOD của đề đó là cao cấp rồi bác nhá. Đằng trước thì có biểu tượng logo nổi của dòng chính hãng Gian được khắc laser nhôm. Điều biệt nữa là dòng Gian 3005 FCR này trang bị với cặp giảm sóc ở càng xe, rất là lạ bác nhá. So với những mẫu FCR 3005 thông thường thì không hề có. Và đây là mẫu QE mã vạch của ZL. Những bác đã sử dụng dòng iPhone thì biết ZL là tên của thương hiệu Mỹ rồi, bên thị trường châu Âu. Càng nhôm lắm nhá, rất là bóng, rất là sáng. Tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung hình xe, tổng thể xe rất là đẹp. Xe được sử dụng với cấu hình phanh B, rất là an toàn so với dòng đi tua đinh. Xe tập Mayer hiệu Lovatec chính hãng vành. Những video trước em giới thiệu qua thì Lovatec này là chuyên một hãng sản xuất Mayer nổi tiếng của thương hiệu Mỹ. Vành hai lớp, nhôm hai lớp, đây bác thấy rõ. Kích thước lốp là 700x32C. Một dòng lốp khá là thông thường của những dòng tua đinh. Đây lốp xe bác ơi. Lốp tua đinh còn rất là mới.
Đây em thấy rõ, còn cái gai lốp vẫn còn, nó nhìn thấy rõ. Đây là một hãng xe FCR 3005, đời khá là cao và xe được xuất hiện ở thị trường Mỹ. Có giảm sóc thôi nhá, đây giảm sóc trước nhá, giảm sóc của dòng Touring. Ghi đông chính hãng của Gian. Đây yên xe đây. Yên xe rất dày và êm, so với những mẫu thông thường thì yên dẹp. Đây dòng Gian này chắc là chủ cũ nâng cấp thêm cái bộ yên ngồi lên trên này là rất là dày, ngồi rất là êm chắc chắn. Xe được sử dụng đùi đĩa Shimano, bay Beran Wigo khá là phổ thông. Beran Bim đây, bên dưới là dòng chữ Gian, có chữ R, đây là đánh dấu đặc quyền của thương hiệu của Gian quốc tế. Xe được sử dụng với củ đề Shimano Sora, trang bị với chín tầng lip và ba đĩa, rất là khủng các nhá, cho bộ chủ động của xe 27 độ. Đối với những dòng Touring thông thường thì chỉ có rơi tầm 7 lít đến 8 lít thôi. Đây xe này được trang bị với 9 tầng lip và rất là cao cấp, với bộ chuyển động DOD Shimano DOD này, nó có thể thấy rõ đấy. Dòng 3005 quốc tế xuất thân thị trường Mỹ, có giảm sóc đằng trước, cấu hình xe rất là khủng, đồ DOD. Vâng, bây giờ đi chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip và rất là mượt mà, với bộ chuyển động tập vành Mayer thương hiệu Lovatec bạc đạn, cộng với bộ 9 tầng lip rất là cao cấp, xe với cho bộ chuyển động rất là mượt mà và êm xuống lip. Đây là một mẫu Touring thương hiệu quốc tế xuất trong thị trường Mỹ không nhá. Đây là tầng đĩa đây, xuống đĩa, lên đĩa, rồi chuyển động rất là mượt mà. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể dòng chiếc Gian FCR Touring cao cấp của dòng Gian mới sang xuất trên thị trường Mỹ, dòng Gian quốc tế với bộ giảm sóc của trước, cấu hình rất là khủng đó nhé, dòng Touring nhưng mà cấu hình là DOD, 9 tầng lip, 3 đĩa, cho bộ chuyển động của xe 27 độ. Vâng, có giá rất tốt bên em là 6.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, nhấn đăng ký vào các kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kim Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trường ngày mai.